Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của công ty Uli Việt. Hiện tại mình đang chuẩn bị một đơn hàng đi chọn bộ thiết bị rửa xe đi lắp đặt tại Long Xuyên, An Giang. Đến với đơn hàng hôm nay thì gồm có một bộ sản phẩm cầu lông xe lốc Ấn Độ, mặt cầu dương lên, máy len khí xe lốc Ấn Độ và hai máy rửa xe thương hiệu Tiger do bên Uli Việt cung cấp. Và chọn bộ thức sản phẩm dung dịch rửa xe thì anh em đang quá trình vận chuyển bàn giao thiết bị. Đơn hàng này thì chiều nay sẽ đi hàng, thì trong ngày mai hàng sẽ xuống đến nhà khách. Đơn hàng gồm có cả bình bọt này, máy hút bụi, máy hút bụi 70 lít 2 motor này. Mời các bạn cùng mình tham quan luôn tổng kho của công ty Uli Việt này. Máy rửa xe này, thương hiệu Tiger. Đây là chọn bộ hóa chất dung dịch chăm sóc xe thương hiệu 3D của Mỹ. Thì trong ngày mai nữa thì vậy mình sẽ xuống lắp đặt và bàn giao hướng dẫn, cùng hướng dẫn quy trình rửa xe và quy trình chăm sóc xe. Thì mời các bạn cùng mình đón chờ xem trung tâm này hoàn thiện sẽ như thế nào nhé. Và mọi người có nhu cầu về các thiết bị chăm sóc xe, gara ô tô hoặc là về các sản phẩm chăm sóc xe thì có thể liên hệ với mình qua số hotline trên video nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn.